Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải mã một màn võ thuật là cực kỳ hay luôn. Các bạn nào mà chưa xem cái màn này là phải xuống cái phần mô tả và xem. Thì mình nói sơ sơ là anh ta mời ra cái một người diễn viên rất là nổi tiếng luôn, và trong đó là mời một diễn viên nổi tiếng là nữ và mời giám khảo nam lên. Thì anh ta sẽ đưa cho diễn viên nữ là bộ bài và đếm 10 lá, đúng 10 lá luôn, rồi nhét vô ngực. Rồi đưa cho cái giám khảo nam là đếm đúng 10 lá rồi nhét vô quần. Rồi chút là anh ta biến là từ cái 10 lá trên ngực của người phụ nữ đó, là của người diễn viên nữ đó, sẽ còn 7 lá, và cái quần của cái giám khảo nam đó, là sẽ là 13 lá. Thì 3 lá di chuyển từ áo ngực qua cái quần. Rất là hay, các bạn xem nên các bạn sẽ cảm thấy là phi diệu, rất là hay luôn. Nhớ nha, nhớ xuống dưới xem trước, bấm chuột phải rồi chọn trong tab mới nha. Mình không có đợi các bạn xem trong video này được, tại vì nó sẽ dính bản quyền. Thì hy vọng các bạn xem xong rồi quay lại xem giải mã thì nó sẽ rất là thú vị luôn á. Đây nè các bạn, đây là cái màn võ thuật mà mình nói là thật sự là xem lần đầu là rất là hay luôn. Nếu mà mình không soi là rất là hay luôn. Các bạn mà chưa xem á, các bạn phải xuống cái phần mô tả rồi gặp cái link, rồi bấm chuột phải rồi mở trong liên kết mới là nó ra cái video gốc. Rồi xem video gốc xong rồi bấm qua cái trang bên giải mã này xem nha các bạn. Đây, rất là hay luôn. Để mình chỉnh chỉnh cho nó ngay ngay xíu. Các bạn chịu khó xem như thế này nha, chứ mình chưa có đủ điều kiện để quay màn hình để sinh viên nữa các bạn. Còn ở nhà trọ tùm lum cho cái máy tính này là thấy sắp đai rồi đó, gắn vô còn không ăn nữa. Đây, để mình tắt chuông. Rồi bây giờ mình vô giải mã thẳng luôn nha các bạn. Đây, khi đếm lá bài nha, khi cô này đếm lá bài xong thì anh ta sẽ giấu lại 3 lá. Thì cái chỗ giấu thì mình sẽ chỉnh tốc độ 0.25 lại cho các bạn xem nha. Anh ta sẽ giấu là 3 lá. Đếm xong rồi đưa cho anh ta sẽ giấu là 3 lá nha các bạn. Chỗ 1 phút 07 á. Đây. Đây, đấy, đấy cái tay của anh ta đó. Cho bạn xem anh ta sẽ làm dấu 3 lá. Đếm xong rồi anh ta sẽ làm dấu lại 3 lá, là anh ta lấy cái tay anh ta móc vô á. Đây nhìn đây, đó, đó, đấy đấy, đấy chưa? Đấy, đấy, đấy. Đó, đó. Đó có nghĩa là anh ta làm dấu là 3 lá rồi nha. Rồi, đưa cô này 7 lá thôi, rồi đưa cô này nhét vào ống ngực bình thường. Vậy là chỉ nhét vào ống ngực 7 lá thôi. Rồi tới cái giám khảo này là anh ta sẽ cũng là giám khảo này cũng đếm 10 lá, nhưng mà anh ta sẽ nhanh tay anh ta đưa 3 cái lá mà anh ta cầm trong tay nè. Đây các bạn đấy, đây cái tay anh ta nhìn đấy cái tay anh ta ha, đang giấu 3 lá trong nè. Đây, đang giấu 3 lá trong nha. Thấy cái tay anh ta quặp quặp xuống không? Và cái đưa cái diễn viên này là 7 lá và kêu nhờ là nhét vô ống ngực giùm. Đấy, nhét vô thôi, không có gì hết, nhét 7 lá mà. Nhét 7 lá thì lấy ra 7 lá thôi. Đấy. Màn này thật sự là bạn xem là một lần đầu tiên này rất là hay. Rồi. Cái đó là nhét cho 7 lá rồi nha. Rồi cái khúc mà đưa vô 13 lá, đưa 3 lá mà anh ta đang cầm trên tay vô cái sắp 10 lá của giám khảo nam á, là ở 1 phút 35. 1 phút 35 đâu. Đây. Rung tay hết nè. Này, đang đếm nha các bạn. Đang đếm nha, rồi anh ta sẽ nhanh tay anh ta quặp vô, anh ta vỗ tay á, anh ta quặp vô vỗ tay là anh ta sẽ đưa vô là 13 lá. Này, anh ta nhanh tay lắm, anh ta cầm bên kia 3 lá nha. Là anh ta đưa lên anh ta vỗ tay, nè 3 lá cầm. Đưa lên, đấy, đưa lên, đó, rồi, vô tay. Là xem như là cái chồng này là 13 lá. Rồi, xong. 13 lá là có nghĩa là anh ta, cái vị giám khảo này sẽ nhét vô quần lót của mình là 13 lá. À, nhét vô quần lót. Nhét 13 lá. Và chút thì lấy ra đếm là rất là bất ngờ. Đấy, búng qua rất là mắc cười. Coi là cảnh, lấy, này, búng qua. Anh ta chỉ làm đúng tác giả vậy thôi, nhưng mà thật sự là giám khảo này nhét vô ngực là 7 lá và giám khảo nam này nhét vô là 13 lá, rất là bình thường. Rồi đó là cái màn này đó các bạn. Quá tuyệt vời phải không các bạn? Cái màn này là soi dữ lắm luôn á. Thật sự là lần đầu tiên xem là cảm thấy trời ơi sao mà hay quá. Nhưng mà cũng soi được một chút xíu. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì hy vọng các bạn chia sẻ và sub để có thể ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.